Các bạn ơi, hôm nay Như Thành đã chiến thắng ốc trong trò chơi kéo co ngoài đời thật các bạn ạ. Thế thì ốc sẽ phục thù Baby Thành trong trò chơi kéo co ở Roblox. Được rồi, bây giờ anh sẽ cho ốc một cơ hội nữa, đó là bây giờ mình sẽ vào Roblox để chơi kéo co với nhau. Đúng rồi, và trước đó bạn nhớ ấn nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo cho bọn mình nha. Đúng rồi, và đừng quên theo dõi kênh TikTok của bên Thành, link anh để trên màn hình. Cái gì ấy, sang được, anh sẽ kéo số ốc lộn cổ xuống ao luôn các bạn. Xin chào tất cả các bạn dân chơi. Ở đây có một người không hề dở hơi và một người cực kỳ là dở hơi, không ai chơi đi tập luyện, một mình ốc ăn gian ở đây. Vừa vào đã gọi là tập luyện, anh nhảy vào tập luyện cùng ốc luôn này. Rồi ốc ơi, bây giờ mình vào đây kéo thử đi xem ai là người chiến thắng. Thế thì em là người chiến thắng rồi đó, tại vì em luyện tập chăm chỉ lắm. Chưa chắc đâu. Được rồi, vào game là solo đầu game xem ai là người có sức mạnh. Mặc dù là anh biết ốc vào đây ốc chơi bẩn, ốc rình rình, ốc vào tập luyện trước rồi các bạn ạ, nhưng không sao lắm. Kéo, kéo. Ôi trời ơi, anh cứ thèm kéo xuống sông luôn. Cực cay các bạn ạ, mình bị kéo xuống cái dòng suối rồi, mình đã thua ốc. Đấy, mặc dù ngoài đời thật thắng nhưng vào game nó còn cần nhiều yếu tố hơn các bạn. Đúng rồi. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta là phải luyện đề tạ này. Đấy, đi tập tạ trước. Kéo co là một bộ môn đòi hỏi rất là nhiều kỹ năng, nên chúng ta cần phải luyện tập tạ này, luyện tập cái tay co đấy, đúng không? Hoặc là cái gì? Luyện tập cơ tay, sức nắm ấy. Sức nắm để mình có thể bám được cái dây thật là chặt này. Và phải chạy nhanh nữa các bạn ạ, cái chân mình phải chắc. Và mình sẽ đi nhận quà nữa. Bọn mình thì... không biết bọn mình có không, nhưng mà mình thì có đến 4 lần quay các bạn ạ. Nên bây giờ mình sẽ quay luôn. Ai vào chẳng có 4 lần quay hả ốc? À thế à, được rồi, bây giờ ốc quay trước. Ốc sẽ vào hai cái con trứng màu đen đen này các bạn này. Đây, quay! Vào trứng! Vào trứng! Chả là cái gì? Quê. Nhân 3 độ may mắn, chả để làm gì. May mắn tím mà trứng nghe may mắn hơn. Em ngốc lại thật nhân đấy. Nhân 3 gì đây? Nhân 3 cái sức mạnh đào tạo. Ok được, cái này được. Trứng mở trứng đi, vào trứng đi. Trời ơi, được không? Cái gì đây, lại may mắn. Mở trứng đâu, mở trứng. Mở trứng. Quá quê, quá cùi các bạn ạ. Suốt ngày mở nước cái gì. Rồi xong, ốc, thế rồi à, hết rồi à? Hết rồi, có cái nịt ấy. Rồi bây giờ anh sẽ mở quà của anh xem được cái gì nào. Ôi nhận quà nhiều quà quá các bạn ơi. Quả trứng ra cái gì? Ra Blue Samurai. Anh rất thích màu xanh, rất hợp với anh. Blue Samurai mở trứng ở đâu ấy? Mở trứng đấy. Quà tặng đấy. Bây giờ anh có ăn hai con thú luôn mà. Anh Minh chưa vào game đã có hai con thú này, ai chơi với anh? Không hiểu sao anh có hai con thú nhỉ. Lú là lú luôn các bạn ạ. Đấy. Mình có 230 cúp, mình sẽ mở một cái cúp này các bạn ạ. Rồi các bạn, bây giờ mình vừa luyện tập tạ để mình có một cái sức kéo cực kỳ mạnh. Rồi bây giờ mình sẽ phải luyện sức nắm các bạn, dùng bàn tay để nắm đấy, mình sẽ luyện tập cái này. Anh đấy. Ơi em có đèn lồng. Tự nhiên đi để có hai đèn lồng. Ồ, em có thú này. Em có thú mà, ai được tặng mà. Đây có một bạn fan của mình mặc áo xanh này, Cutia phết không ạ? Bạn ấy có 11 sức mạnh. Ôi, quá phèn. Quá phèn các bạn. Bây giờ anh đã 48k sức mạnh rồi. Đấy, anh tiếp tục đi luyện gọi là môn nữa. Đó là môn để cái chân mình nó khỏe hơn. Đó là môn chạy. Ui, ui. Từ lúc có thú vào training nhanh quá các bạn ơi, mình cũng không kịp nhìn là thế nào đấy, luôn mà. Các bạn, anh chạy bộ này á, bình thường á, anh chạy rất là nhanh luôn. Vào game anh cũng chạy nhanh như bình thường á. Chạy gọi là vù luôn. Ôi dồi ôi, có một bạn ở đây 200 mấy chục triệu sức mạnh ấy, kinh quá. Đâu, đứa nào 200 mấy chục triệu sức mạnh. Một con thú nữa, Samurai, mở ra con Samurai màu tím. Đây, bây giờ anh sẽ đấu với thằng Nốp, anh sẽ kéo thắng thằng Nốp. Yeah. Thằng Nốp không màu kia tuổi gì đấu với anh cũng phải đâu các bạn. Kéo nó xuống sông. Rồi, lần này anh đã có thắng được người đầu tiên rồi các bạn ạ. Không còn thua ốc và người đầu tiên nữa. Anh sẽ chuyển sang kéo với người thứ hai. Tên này cũng có... Ui, tên này là cái gì kia, đeo ba lô gì á? À, không phải ba lô, mà cái túi cỏ đằng sau các bạn ạ. Ai giả đi hái thuốc à? Đi hái thuốc hay đi câu cá rồi kéo con cái này cho xuống sông luôn, khỏi kéo xuống dưới sông bà bắt cá luôn, đi bơi luôn. Như đứa dở hơi luôn các bạn. Rồi, đối thủ tiếp theo. Ôi giời ơi các bạn ơi, anh mạnh quá, bây giờ là anh còn đấu được luôn với cả thằng này luôn rồi. Ơ phải thằng này mà cô xinh gái này. Ui. Assassin luôn, sát thủ luôn các bạn ạ, sát thủ cực kỳ cute hồn me luôn.
Nhưng mà trước khi đấy anh xem là có cái gì ở đây mình có thể làm được nữa không. Ồ, với quả trứng này các bạn này, 9 cúp mình sẽ mở được. Các bạn, mình sẽ mở quả trứng 5 cúp để xem được cái gì. Chị ông ơi, anh chị đang quay video à? Đúng rồi. Đấy, Green Ninja. Rồi, bây giờ mình sẽ rủ bạn ấy vào solo không? Đấy, đúng đây. Rồi, hi hi. Đấy, đây, bây giờ vào đây solo với anh nào. Đấy, đây, rủ bạn vào đây solo. Anh phải chat là vào đây đi em. Vào đây solo em, vào đây kéo co với anh. Đây, vào đây, đây. Anh kéo cho bạn ấy lộn cổ luôn đây. Bạn bị kinh rồi. Rồi, đây, ngồi đứng đây đợi đối thủ mà đối thủ không ai dám vào chơi. Mình cảm thấy mình quá bị mạnh. Bây giờ mình phải đi đấu đấy các bạn ạ. Chứ luyện tập mãi này, bây giờ mình đấu thẳng luôn với Assassin luôn. À, Assassin à. Ốc thua luôn mà. Thua cái gì, Assassin thua rồi. Ok vậy, ok vậy. Đấu luôn với Ninja Boss rồi này. Ui, đấu với Ninja Boss trong thế giới toàn lava các bạn ơi. Đối thủ này nặng ký rồi. Nặng ký cũng thua luôn. Ui giời ơi. Thua chưa? Thua hết rồi. Bây giờ để anh đấu với bạn Pha nào. 1, 2, 3, vào đi em. Ôi giời, không kéo được. Chúng ta không thuộc về nhau rồi. Đây, em không đây. Kéo được. Ảo vãi ra. Đây, vào đây. Rồi. Solo bạn Pha 75 sức mạnh cho 79 đây. Cho bạn ấy kéo luôn. Bạn ấy kéo. Không đổi anh. Bên này vì chân của anh bây giờ quá khỏe luôn. Và cái tay của anh cũng quá khỏe luôn. Thì bạn ấy kéo không được anh luôn rồi. Bây giờ anh cho bạn ấy rơi xuống nước. Em xin lỗi anh chưa. Fan đăng ký kênh đi nhá. Kéo bạn ấy xuống nước luôn rồi các bạn ạ. Đấy, vâng, cảm ơn bạn đã vào đây solo với bên Quý Thành. Nhưng mà bạn không có cửa. Bây giờ anh có thể chiến thắng được người tiếp theo, đó chính là Assassin. Ốc thua đứa này đúng không? Anh rủ nó ra sa mạc kéo luôn. Em làm gì có thua Assassin. Em chưa thua một ai. Này thì Assassin cho rơi xuống nước luôn. Bây giờ anh đấu luôn với cả Spy điệp viên luôn đó các bạn. Kinh nhé. Điệp viên không thấy mà đầu toàn thấy. Nhưng mà những người này đâu có mạnh bằng người đâu, bằng boss đâu. Mấy người này cho xem là thử kéo được anh đi. Ui, gần kéo được anh gì đấy. Ui, kể ra nó cũng khỏe các bạn ạ. Nhưng mà gặp ngay anh Bên Quý Thành cho ngay xuống dưới nước luôn. Ngu người. Đấy, các bạn thấy Bên Quý Thành khỏe chưa? Lại bảo không khỏe đi. Nào, xem nhận được quà gì nào. Ui, nhận được tốc độ các kiểu con đà điểu luôn các bạn. Rất là xịn sò. Và bây giờ anh có 4 vòng quay, sẽ quay luôn xem được cái gì nhá. Quay đi. Xem anh có may mắn hơn ông không. Tịch 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 tịch. Vòng quay đầu tiên được 45% cái chai gì đấy màu đỏ. Oh, training point. Nào, tiếp tục. Là X3 cái chai nước màu xanh. Nước may mắn. Tiếp tục. Vẫn là cái chai màu xanh cực kỳ ghét các bạn. Xong cho mình vào cái gì đấy đi. Toàn cho vào chai thôi. Toàn vào chai thôi, đúng rồi, ông nói đúng rồi. Toàn vào chai các bạn ạ. Quá là đen luôn. Cuối cùng là không được cái gì. Ở đây xem nào, nhận quà các bạn ạ. Liên tục quà, nhận đầy quà luôn. Và sau đó mình luyện tập. Ở trong cái game này mình thấy là không cần mua đồ mà bây giờ mình có 2 con thú, mình đã trở nên quá là mạnh rồi các bạn ạ. Ừ, đúng rồi. Một tựa game khá là hay ho. Và các bạn đừng quên là xem hết những cái quảng cáo trong video để ủng hộ Bên Quý Thành có tiền. Ở trong những game sau mình sẽ mua những cái vật phẩm cực kỳ xịn sò. Còn trong game này mình thấy là mình quá là VIP rồi các bạn ạ. Không có đối thủ nào có thể thắng được mình nữa rồi. À thế à. Đấy, mình đi tìm đối thủ mà không ai thắng nổi mình. Bây giờ nhiệm vụ của mình là thắng được tên ninja. Không biết mình thắng được ninja cho mình vào kéo co ninja nào. Ui, rủ xuống địa ngục kéo cô à. Nhưng mà ninja không thua. Ui, ninja khỏe nha các bạn. Nhưng mà vẫn là gai cấn đấy các bạn. Ui. Rồi xong các bạn ơi, rơi xuống lava chết nha. Đồ ăn hại. Không đúng là kinh thường ông đấy. Ông ra kéo xem ông có thắng được ông đấy không. Em thắng rồi má. Bây giờ em có tận 4,64 triệu sức mạnh. Mà ở đây ninja chỉ có bao nhiêu sức mạnh thôi. Ôi rồi thế hả. Rồi không ổn rồi các bạn ơi, phải luyện tập thôi. Nên giờ anh bốc phét nhiều quá. Ninja thua em mà. Em bấm có 3 cái chuột, ninja thua luôn. Ồ thế à, không được rồi. Thế là mình đang yếu các bạn ạ. Đúng rồi, mình đang yếu lắm. Mình đang yếu chứ không phải là ốc yếu. Không phải là ông ninja mạnh. Chỉ có tuổi tôm. Rồi ok, bây giờ anh sẽ tái đấu với tên ninja ảo ma Canada này. Đấy, thua luôn đi chứ còn gì. Tôi quay trở lại và ăn hại. Chứ ăn em lợi hại hơn xưa phải ăn hại. Ông vừa kéo tôi lên xuống đây đúng không? Ông thua chưa? Rồi ông ơi, bây giờ đến chúng mình quay trở lại làm hiệp đấu xem ai mạnh hơn. Làm hiệp đấu à? Ok.
Vào đây đây. Đâu? À, từ từ anh chọn một cái map nào trông nó chất chơi. Em thích map này. Map này đi cho nó ok. Em chắc chắn thích map màu hồng. Vào đây solo với anh. Đó. Ui, khỏe quá. Không được. What the hell? Răng co à? Răng co nhả nhả nhả. Quá trời. Ốc luyện tập rất chăm chỉ. Ốc có 4 triệu sức mạnh. Anh có 1 triệu rưỡi các bạn à. Cần cù bù thông minh đó. Rồi các bạn ơi, vậy trong video ngày hôm nay, các bạn biết ai là người tập luyện chăm chỉ ở ngoài đời, các bạn cũng nên tập luyện thể dục thể thao một cách chăm chỉ, thì các bạn sẽ có một sức khỏe. Mà có sức khỏe chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ. Đúng rồi, mình tiếp tục luyện tập tiếp đây. Đúng rồi, còn chắc là bây giờ anh sẽ dừng video tại đây các bạn ơi. Đấy. Bye bye. Còn anh mà luyện tập tiếp chắc chắn anh cũng sẽ có thể thắng được. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Đấy, nhưng mà thôi, video khá là dài rồi. Và nếu bạn thích video này đừng quên bấm nút like video, bấm đăng ký kênh và đặc biệt là xem quảng cáo nha. Bye bye. Cuộc thi kéo co, anh thua các bạn ạ. Do ốc luyện tập, ốc gián lận, ốc vào luyện tập trước các bạn. Rồi anh luyện tập tiếp đây. Bye bye các bạn.